gửi cho bạn bè, khi bạn bè chơi thì nó có thể hiển thị các thông tin trên màn hình đúng không ạ? Việc đưa thông tin vào file thì rất đơn giản đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta phải nhớ đó là cái thông tin gì và đó là cái thẻ nào đúng không ạ? Ở đây chúng ta vào Windows, chúng ta chọn cho tôi cái thẻ metadata thì tắt là công chữ P, được chưa? Cho cái thẻ metadata được chưa? Thì ngay lập tức ở phía bên tay phải màn hình sẽ xuất hiện cái cửa sổ metadata. Ở đây thì có rất nhiều. Đấy, rất nhiều, chúng ta chú ý là gì ạ? Metadata là cái thông tin để màu đầu và cái thông tin header cho các file thanh. Thì tùy theo file thanh chúng ta có các cái metadata khác nhau. Ở đây chúng ta chú ý MP3 gì ạ? Hôm trước tôi đã giới thiệu cái định dạng MP3 thì cái gì ạ? Cái metadata của nó chính là gì ạ? ID3 đúng không ạ? ID3 ID3. Nên là với cái định dạng MP3 thì chúng ta phải nhập thông tin vào với cái thẻ gì ạ? ID3 nhé. Các bạn nhập sang cái thẻ RIP, rồi thẻ PMVGF, rồi XML, MP, CAS, chúng ta sẽ không hiển thị được đúng không? Thì chúng ta chọn cho tôi cái thẻ ID3 hoặc là ID3, ID3 đúng không? Rồi bây giờ chúng ta có thể nhập vào thông tin title như là meta phản lời đúng không? Artist phản lời. Thì chúng ta ghi là point 1 cũng được. Recording date có như ngày hôm nay đi đúng không ạ? Các bạn ghi 2016 rồi cách thứ 5. Comment, ví dụ là chip đoạn là chẳng hạn. Thế loại tên thì thôi. Tóm lại chúng ta tạm thời một vài cái thông tin này thì chúng ta xem nó có ghi ra không đúng không? Sau đấy thì các bạn vào file, chúng ta chọn CSV. Tất nhiên khi chọn CSV này thì nó sẽ báo là gì? Những cái hiệu ứng mà chúng ta chưa apply thì nó có thể sẽ không vào, nhưng mà mặc định nó sẽ xếp vào đúng không? Chúng ta đặt tên, ví dụ ở đây là gì? Tôi xếp vào trên nhanh tô đúng không ạ? Định dạng cho một cái ba. Chú ý nhé, có cái tích ở phía dưới này. Include marker and other metadata. Thì chúng ta phải tích vào đây đúng không ạ? Tích vào đây thì chúng ta mới lưu được thông tin. Được chưa? Rồi sau này chúng ta ok. Nó sẽ báo là lossless và lossy mất mất dữ liệu làm sao cả. Rồi bây giờ chúng ta quay ra về nơi mà chúng ta lưu trữ xem chúng ta phải có không ạ? Không phải là đây. Ngay về cái title ở phía dưới chúng ta đã thấy có chữ phạm rồi đúng không ạ? Hoặc là chúng ta nhắc phải, chúng ta chọn property này, chúng ta chọn detail. Thì chúng ta sẽ thấy các cái thông tin chúng ta vừa nhập vào, ví dụ là title là Vita này, Media Artist là Phạm Lơ này, Album là Voi 1 này, Year là 2015, Sinh 2016, vân vân. Thể loại là Blue, đúng không? Ví dụ thế. Được chưa? Chúng ta đọc được thông tin này không ạ? Nhớ ra được thông tin này thì cái cả là ghi thông tin vào file hoàn thành đúng không? Được không? Chúng ta thất vọng.